người nuôi tôm ở miền Tây Nam Bộ treo ao vì lo dịch bệnh. Bị đòi nợ, hai nam thanh niên chuyển hướng cuộc gọi tới đường dây nóng của Bộ Công an. Trưng dụng các đăng kiểm viên đã nghỉ hưu trở lại làm việc trong bối cảnh thiếu hụt trầm trọng nhân sự. Leo dàn giáo phụ hồ xây tô, chuyện về một bóng hồng trên công trường xây dựng nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Thu Thảo và Minh Phương kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nóng 24 giờ được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Quý vị vừa đến với những thông tin nổi bật nhất sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nhân ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, xin được gửi lời chúc đến các bà, các mẹ, các chị, các em, một đứa yêu thương của thế giới, những lời chúc tốt đẹp nhất. Hy vọng là họ sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mọi gia đình. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần tin nóng. Kính thưa quý vị, qua thời gian, lượng rác thải do chưa được xử lý đang tồn đọng rất lớn. Những bãi rác ngày càng phình to đang là gánh nặng đối với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, rất khó để giải quyết. Ghi nhận tại thành phố Cần Thơ, mặc dù là thành phố trực thuộc trung ương nhưng tình trạng ùn ứ rác sinh hoạt đang diễn ra với mức độ nghiêm trọng, khiến nhiều người dân ở đây không khỏi bức xúc. Theo phản ánh của người dân, điểm tập kết rác trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần cầu Hưng Lợi, quận Ninh Kiều luôn trong tình trạng xe chở rác xếp hàng dài như thế này. Còn đây là một điểm tập kết rác đã chiếm hết một làn đường, gây mất an toàn giao thông. Giữa trưa nắng, một điểm tập kết rác khác cũng bốc mùi hôi thối, trở thành nỗi ám ảnh đối với người đi đường. Và nước từ các xe chứa rác chảy tràn ra đường. Cũng tại quận Ninh Kiều, điểm tập kết rác ngay trước Bệnh viện Y học Cổ truyền Cần Thơ, đường 30 tháng 4 cũng khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán. Trong khi đó, tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, chính quyền địa phương cho phép đơn vị thu gom rác sử dụng lòng đường Quỳnh Mẫn Đạt làm nơi tập kết trung chuyển rác. Đáng chú ý, điểm tập kết này ngay cạnh trụ sở công an phường Bùi Hữu Nghĩa và trụ sở ủy ban dân phường Bùi Hữu Nghĩa. Địa phương này còn cho phép đơn vị thu gom rác sử dụng gầm cầu Bình Thủy 2, đường Võ Văn Kiệt để tập kết rác. Tại đây, đơn vị thu gom rác đổ rác thành đống lớn dưới gầm cầu, khiến khu vực xung quanh bị ô nhiễm. Được biết, nhiều người dân quanh khu vực này đã làm đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng. Sau phản ứng của người dân, chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị thu gom rác, không được đổ rác thành đống tại khu vực này, đồng thời thực hiện các biện pháp để không làm phát tán mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Thưa ông Lương Sĩ Nam, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận Bình Thủy cho biết, địa phương đã triển khai dự án xây dựng trạm trung chuyển rác thải tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy với quy mô là khoảng 3.700 m² với kinh phí hơn 28 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự kiến vào cuối năm 2024 và khi dự án hoàn thành, địa phương sẽ di dời hai điểm tập kết rác hiện nay. Khác hẳn mỗi năm, mặc dù đã qua trạm tháng hai âm lịch, thế nhưng hiện nay, nhiều bà con nuôi tôm ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ vẫn ngại xuống giống vì thời tiết bất lợi, dịch bệnh tăng cao, trong khi giá tôm đang cao kỷ lục. Theo thống kê của Cục Thú Y, năm 2022, tôm thiệt hại do dịch bệnh hơn 7.000 hecta, thiệt hại do môi trường thời tiết hơn 6.300 hecta. Từ đầu năm đến nay, bệnh hoại tử gan tụy cấp xảy ra tại 17 xã của 6 tỉnh thành phố, tổng diện tích tôm mắc bệnh khoảng 53 hecta. Trước tình hình trên, nhiều nông dân chọn cách treo ao hoặc chuyển đổi hình thức nuôi để có thể giảm thiểu thiệt hại. Cơ quan chuyên môn đề nghị nông dân thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh và khuyến cáo của ngành chức năng. Trước khi xuống giống, người nuôi tôm cần tăng cường cải tạo ao đầm hoặc chuyển đổi hình thức phù hợp để tránh rủi ro. Chắc hẳn là quý vị vẫn chưa thể nào quên những vụ bạo hành trẻ tại các cơ sở mầm non tư thục trong thời gian qua, mà điển hình nhất là vụ việc cháu bé 17 tháng tuổi ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội bị hai cô bảo mẫu bạo hành dẫn đến tử vong mới xảy ra vài ngày gần đây, đúng không ạ? Từ vụ việc này chúng ta nhận thấy rằng hiện nay việc ngày càng tăng về số lượng các nhóm lớp mầm non tư thục không thể phủ nhận rằng đã mang lại những tác động tích cực, góp phần giảm bớt gánh nặng và tình trạng quá tải cho các trường mầm non công lập, đáp ứng nhu cầu được đến trường đúng độ tuổi của trẻ. Tuy nhiên, những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý hoạt động của các nhóm lớp này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ em. Chính điều này đặt ra cho các cấp các ngành cần tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của các cơ sở mầm non tư thục này. Kính mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận nhanh sau đây. Trẻ bị bạo hành ở lớp mầm non đã không còn cá biệt, nên dù cơ sở gửi ngày càng nhiều, nhưng lựa chọn của phụ huynh thì cũng không phải dễ dàng. Mong là các cơ quan chức năng là sẽ thắt chặt hơn về vấn đề đầu vào cho các giáo viên ở mỗi trường. Đấy là điều quan trọng nhất. Chứ còn phụ huynh thì cũng chỉ là một phần rất là nhỏ thôi ạ.
với 12 trường mầm non ngoài công lập và 125 nhóm lớp mầm non độc lập tư thục, tương đương gần 600 lớp và trên 7.800 học sinh. Sự phát triển cả về số lượng và chất lượng của các cơ sở giáo dục này đã góp phần giảm tải cho các trường mầm non công lập của huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tuy nhiên, số lượng nhóm lớp lớn nên nguy cơ tiềm ẩn mức an toàn cao, nên công tác kiểm tra giám sát được địa phương thực hiện thường xuyên. Ngoài định kỳ thì công tác kiểm tra đột xuất cũng được tăng cường. Thì đến nay, trên địa bàn xã không có những nhóm lớp mở khi chưa có đủ điều kiện của các cơ quan có thẩm quyền. Và quan điểm của ủy ban xã, nếu phát hiện ra những trường hợp vi phạm thì cũng sẽ yêu cầu đóng cửa và xử lý kịp thời. Tăng cường kiểm tra của các cơ quan quản lý là rất cần thiết. Song để đảm bảo an toàn cho trẻ thì chất lượng đội ngũ giáo viên mới là yếu tố quyết định. Bởi ngoài chuyên môn thì lòng yêu nghề mến trẻ mới giúp các cô vượt qua được vô vàn áp lực của nghề nuôi dạy trẻ. Đây cũng là điều khiến cho đội ngũ quản lý các nhóm lớp mầm non tư thục cũng trăn trở. Thân tôi là người quản lý thì tôi gần như ở đây 100%, và các cái hoạt động từ ăn uống cho đến những hoạt động dạy trên tiết học là tôi đều qua các lớp và hướng dẫn trực tiếp phụ giáo viên. Như vậy, để tránh bạo hành nói riêng và đảm bảo an toàn cho trẻ nói chung thì cần có sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm từ nhiều phía với những giải pháp thiết thực mạnh mẽ. Song các giải pháp này cũng phải được thực hiện thường xuyên và liên tục, chứ không phải chờ đến khi có sự việc đau lòng xảy ra mới lại rút ráo triển khai. Kể từ sau Tết Nguyên đán Quý Mão cho đến những ngày vừa qua, các trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh lại tái diễn tình trạng quá tải khi xe nối đuôi nhau chờ tới lượt đăng kiểm. Để mang xe đi kiểm định thì nhiều tài xế phải xếp hàng tại các trung tâm đăng kiểm từ sáng sớm, khiến nhiều người mệt mỏi chỉ còn biết than trời. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại trung tâm đăng kiểm 5030S nằm trên quốc lộ 13, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau, xếp hàng dài từ trong bãi xe ra đến ngoài đường để đợi đến lượt làm thủ tục đăng kiểm. Nhiều người đã phải đến xếp hàng từ 3-4 giờ sáng. Giờ đến hạn đăng kiểm là phải đi đăng kiểm, chứ để phục vụ công việc. Nhưng giờ mà đến giờ, đến ngày mà đi đăng kiểm thì đến xếp hàng như này thì anh thấy rồi đấy. Cái bàn này thì bao giờ mới được đăng kiểm xong rồi đi làm công việc. Hôm nay mình mới đến, nhưng mà đến từ lúc 5:40. Sắp sau xe cũng 5-60 chiếc. Giờ qua tới đây thì thấy cũng làm cũng nhanh đấy. Đó cũng là tình trạng chung ở hầu hết các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 1 tháng 2, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào sử dụng ứng dụng đăng kiểm trên điện thoại di động. Người dân có thể tải ứng dụng để lấy số thứ tự. Khi đến điểm đăng kiểm sẽ được dán tem ưu tiên, sẽ tiết kiệm được thời gian xếp hàng. Tuy nhiên, chưa nhiều người biết đến. Đăng ký qua app thì mình thấy rằng là qua đây mình sẽ được ưu tiên. Mình không phải xếp hàng ở tận ngoài cổng nữa. Mình sẽ vào trực tiếp ở trong này, mình nộp hồ sơ trực tiếp. Người ta tiếp nhận, người ta cũng ưu tiên mình sẽ nhanh hơn. Tại vì mình đăng ký thì nó có khung giờ trước rồi. Thành phố Hồ Chí Minh hiện còn 10 trên 19 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động với 23 chuyền kiểm định và 93 đăng kiểm viên, có thể phục vụ tối đa cho 1.400 xe mỗi ngày. Dù chưa vượt quá công suất, tuy nhiên do lượng phương tiện những ngày qua có chiều hướng gia tăng nên các trạm đăng kiểm đã phải mở cửa hoạt động đến gần 20 giờ mỗi ngày. Khó khăn nhất hiện nay là số lượng đăng kiểm viên còn ít và chưa có giải pháp bổ sung. Đối với nhân lực thì không thể chuẩn bị một sớm một chiều được. Tại vì đây là những kỹ sư ô tô được đào tạo chuyên nghiệp và phải đi tập sự một năm mới thành đăng kiểm viên được. Chúng tôi đang cố gắng động viên anh em làm hết sức của mình. Tôi cho rằng những cái việc về thủ tục đất đai, thủ tục về mặt mua sắm tài sản, nhất là thủ tục về mặt con người, với hiện nay là lực lượng đăng kiểm viên đang rất thiếu, thì sẽ khó mà ra được một cái trung tâm đăng kiểm mới theo như yêu cầu. Trước tình hình trên, để giảm tải người dân, doanh nghiệp nên đăng ký qua ứng dụng online, chủ động đăng kiểm ở một số tỉnh thành lân cận. Liên quan đến tình trạng quá tải, ô tô xếp hàng dài tại các trung tâm đăng kiểm những ngày qua, Bộ Giao thông Vận tải đã hợp đồng về vấn đề này để có giải pháp tổng thể trong những ngày tới. Được biết, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã phải kêu gọi nhiều đăng kiểm viên đã nghỉ hưu quay trở lại làm việc, gỡ khó khăn trong thời gian này. Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đề xuất này nhằm hướng đến cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Cụ thể, để đáp ứng được ngay nhân lực hiện nay, Cục sẽ ký hợp đồng lao động đối với những người đã được công nhận là đăng kiểm viên nhưng đã nghỉ hưu.
Với những người này, sau khi tuyển dụng, chỉ cần đánh giá lại là bổ sung vào các vị trí còn khuyết để làm việc ngay. Bản thân lãnh đạo cục cũng đã gặp gỡ đề xuất một số đăng kiểm viên đã nghỉ hưu do làm việc trong các trung tâm đăng kiểm để vận hành dây chuyền thiết bị kiểm định, đáp ứng nhu cầu của người dân. Nhiều người đã đồng ý làm giúp đăng kiểm trong giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, hiện không có cơ chế ký hợp đồng tuyển dụng trả lương cho những người này, nên cục vẫn đang chờ cơ quan chức năng cho phép. Đối với những người chưa được công nhận là đăng kiểm viên, cục dự kiến sẽ ký hợp đồng để họ ngay lập tức bước vào quy trình đào tạo, sớm trở thành đăng kiểm viên. Kính thưa quý vị, những chiêu trò đưa tin sai sự thật, tin giả khi nghệ sĩ qua đời không phải hiện tượng vừa xảy ra, mà trở thành vấn nạn nhức nhối trong những năm gần đây, khiến cho thân nhân của những nghệ sĩ đó và khán giả vô cùng bức xúc. Vừa qua, tại tang lễ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, một lượng lớn YouTuber, TikToker đã tụ tập bao vây tư gia nhà cố nghệ sĩ tứ phía, gây ùn tắc giao thông. Ngoài ra, một số người còn sử dụng hình ảnh đám tang đưa tin thất thiệt để câu like và câu view. Chiều 7 tháng 3, lễ cầu siêu cho nghệ sĩ Vũ Linh đã diễn ra tại nhà riêng cố nghệ sĩ ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Một lượng lớn YouTuber, TikToker đã tụ tập phía trước nhà gây ùn tắc giao thông vì con đường vốn cũng nhỏ hẹp. Được biết, khi nhiều nghệ sĩ như Hồng Nga, Ngọc Sơn, nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Ngọc Lan có mặt tại tang lễ của nghệ sĩ Vũ Linh, dù đã được đội ngũ bảo vệ quản lý chặt chẽ, nhưng đám đông YouTuber, TikToker vẫn nhốn nháo tràn xuống lòng đường, gây khó khăn cho việc di chuyển của các nghệ sĩ này. Bên cạnh việc gây rối mất trật tự tại nơi diễn ra tang lễ, nhiều streamer còn cố tình giật tít, đưa tin thất thiệt để câu like, câu view. Cụ thể, khi nhập dòng chữ tang lễ Vũ Linh trên mạng xã hội, hàng loạt video có chứa nội dung sai sự thật như Hoài Linh thay mặt công bố di chúc của Vũ Linh, Tài Linh xuống sân bay trực tiếp đến viếng đám tang Vũ Linh, đạt hàng trăm ngàn lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, đại diện gia đình phải lên tiếng đính chính để bảo vệ danh dự của người đã khuất. Ca sĩ Hồng Phượng, cháu ruột của nghệ sĩ Vũ Linh chia sẻ rằng hiện tại không thể quản lý tuyệt đối chuyện streamer làm ảnh hưởng đến tang lễ. Nữ nghệ sĩ chỉ mong họ chỉ đưa tin cậu mình qua đời cho nhiều người biết, chứ đừng giật tít bậy bạ. Với tiền qua app và bị thúc ép đòi nợ nhiều lần, hai người đàn ông ở Bắc Giang đã chuyển cuộc gọi tới đường dây nóng Bộ Công an, khiến cho nhiều người ngỡ ngàng. Hiện Công an tỉnh Bắc Giang đã làm việc với hai trường hợp này để xác minh làm rõ hành vi thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Bắc Giang làm việc với Hoàng Tuấn H, sinh năm 1989, trú huyện Sơn Động và Nguyễn Đức Y, sinh năm 1990, trú huyện Việt Yên, để xác minh làm rõ hành vi thu thập sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật. Hoàng Tuấn H đã vay tiền qua app chậm trả nên bị các đối tượng nhắn tin gọi điện đòi nợ. Hoàng Tuấn H đã tìm chuyển hướng một cuộc gọi lạ đến đường dây nóng của Bộ Công an để không bị làm phiền. Hành vi của đối tượng đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiếp nhận xử lý tin phản ánh qua đường dây điện thoại nóng. Trường hợp của Nguyễn Đức Y cũng tương tự. Khoảng tháng 11 của năm 2022, Y vay 5 triệu đồng qua app. Mặc dù đã trả hết tiền, nhưng Y liên tục bị các đối tượng nhắn tin gọi điện đòi nợ. Y đã sử dụng dịch vụ chuyển cuộc gọi của các số máy lạ đến đường dây nóng của Bộ Công an. Liên quan đến vụ người đàn ông tạt axit gây ra cái chết cho một người phụ nữ ở tỉnh Bình Dương mà chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị trong số phát sóng lần trước, thì theo thông tin trong ngày 8 tháng 3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ Lưu Hoàng Ân, sinh năm 1986, quê thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân trong vụ việc này là chị N.L., tên được viết tắt, sinh năm 1986, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. Tại cơ quan công an, Lưu Hoàng Ân đã khai nhận quá trình phạm tội và lẩn trốn của mình. Với việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng này, có thể nói đây là một trong những thành tích xuất sắc của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương trong những tháng đầu năm 2023. Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25 tháng 2, chị N.L. điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường từ chợ về nhà. Khi đến đường Dũng Diệt, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, thì bất ngờ có đối tượng nam đi xe gắn máy ở chiều ngược lại, cầm ca nhựa màu hồng, hất chất lỏng nghi là dung dịch axit vào mặt của chị N.L. rồi tẩu thoát. Chị N.L. được mọi người sơ cứu và chuyển đến bệnh viện để điều trị, nhưng đã tử vong. Qua trích xuất các camera an ninh tại hiện trường và các tuyến đường hung thủ di chuyển, cho thấy kẻ tạt axit chị N.L. đi loại xe Exciter màu trắng đỏ, chạy ngược chiều với nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng rẽ trái về đường Đoàn Thị Kia, rồi rẽ phải theo đường DT743 hướng về ngã ba Đồng Tân. Tại cơ quan công an, Ân thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết nguyên nhân tạt axit chị N.L. là do nghi chị N.L. có lời lẽ xúc phạm mình và bạn gái. Ngoài ra, sau khi xảy ra mâu thuẫn với chị N.L. thì có tài khoản lạ đăng hình ảnh nhạy cảm của Ân và bạn gái lên trên mạng xã hội Facebook, nên Ân nghi ngờ chính chị N.L. đã bêu xấu mình và bạn gái. Ân ôm hận trong lòng và quyết tâm sẽ trả thù chị N.L.
Kính thưa quý vị, khi lưu thông trên đường, việc tập trung cao độ làm chủ tay lái là một trong những yếu tố then chốt để giúp bản thân chúng ta đi đến nơi về đến chốn an toàn. Tình huống thót tim mà camera nóng vừa cập nhật trên đường Trần Phú, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sau đây là một ví dụ minh chứng cho điều này. Theo tài xế của camera hành trình, một chiếc ô tô đang từ lề di chuyển kéo xe để chuyển hướng rẽ sang đường. Lúc này một chiếc xe máy màu xanh đi đến từ phía sau. Tài xế xe máy đã giảm tốc để tránh, nhưng người phụ nữ đi xe máy phía sau đã không làm chủ được, phanh gấp và ngã nhào ra đường. Hướng ngã của người này thẳng vào bánh của chiếc xe trộn bê tông đang đi đến, nhưng may mắn là tài xế đã phanh và đánh lái tránh kịp. Cũng là một tình huống giao thông nhưng liên quan đến văn hóa ứng xử mà camera nóng muốn gửi đến quý vị đã lan tỏa những hình ảnh đẹp đến mọi người. Cụ thể là khi thấy người phụ nữ đi lạc vào cao tốc, một tài xế xe ô tô đã có hành động đẹp khiến nhiều người khen ngợi. Đó là hành động gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo đó, khi thấy người phụ nữ đi lạc vào cao tốc, tài xế ô tô đã dừng lại và hướng dẫn chị đi theo xe của mình để ra khỏi cao tốc an toàn. Chị ơi, quay lại đi, đi ngược chiều làn cao tốc rồi. Quay lại đi, ô tô đâm rồi đấy, đi ngược chiều làn cao tốc rồi. Dạ. Đi ngược chiều làn cao tốc rồi. Quay lại đi, xong em chỉ cho. Hành động của bác tài xứng đáng nhận cơn mưa lời khen khi video được lan tỏa trên cộng đồng mạng. Bây giờ là diễn biến vụ trộm hết sức manh động và táo tợn của hai tên trộm bị chủ nhà phát hiện và tóm được. Chúng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt hòng thoát thân, vừa xảy ra tại một nhà dân khu vực tỉnh Long An của chúng ta, được camera nóng ghi lại. Mời quý vị cùng theo dõi để hết sức cảnh giác. Theo đó, thời điểm này là ban ngày. Thế cổng mở, một nam thanh niên xông vô nhà với ý định trộm cắp. Nào ngờ bị chủ nhà phát hiện tóm được. Thế đồng bọn bị tóm, một tên ở ngoài cầm bình xịt xông vào giải dây. Hai kẻ trộm sau đó đã tẩu thoát nhanh chóng. Mến, từ trước đến nay nhiều người vẫn nghĩ rằng công trường xây dựng là nơi làm việc của đàn ông. Thế nhưng không phải như vậy, bởi trên những công trường đó, hàng ngày vẫn có những bóng hồng xuất hiện dưới ngổn ngang sắt, thép, bê tông. Với niềm đam mê cũng như là sự quyết tâm thì chị Huỳnh Hồng Cẩm ở thành phố Bạc Liêu đã cố gắng thực hiện cho bằng được công việc mình yêu thích. Có tận mắt chứng kiến chị Hồng Cẩm thoăn thoắt nơi công trường bụi bặm, chúng ta mới thấu hiểu được những nỗi vất vả cực nhọc mà người phụ nữ này phải trải qua khi theo nghề xây dựng chỉ huy công trình. Lập gia đình năm 2006, vợ chồng chị Huỳnh Hồng Cẩm làm công việc phụ hồ. Dần dần anh chị lên làm thợ chính. Khi đã vững tay nghề, chị Cẩm nhận xây nhà cấp 4 cho người dân ở vùng nông thôn. Xây dựng là công việc khá vất vả, nhất là những ngày nắng nóng. Chị vẫn phải leo giàn giáo ở độ cao vài chục mét để xây tô. Cái nghề đòi hỏi phải có sức khỏe tốt, có cả kỹ năng lẫn tay nghề. Chị nghĩ ban đầu là đi học để có thể giúp cho chồng trông coi, sắp xếp công trình. Nào ngờ làm riết rồi trở thành niềm đam mê và trở thành công việc chính của chị. Em thích bên ngành xây dựng. Ngày xưa thì nghèo, hai vợ chồng nghèo nên cũng gắng phấn đấu đi phụ, đi thợ hồi với ta. Nhưng mà ngày xây dựng mang đến cho tụi em đồng tiền. Ngoài đồng tiền ra thì tụi em lại làm đẹp cho xã hội mình, cho bà con. Họ có ngôi nhà đẹp, có tổ ấm riêng của họ. Dạ, hồi đó ai cũng nói là nữ là không có làm bên xây dựng được. Rồi đi thì nói chung là nam giới người ta chọc nhiều lắm. Nhưng mà em cũng gắng phấn đấu, cố gắng là em tập trung là mình sẽ làm được và hơn những bạn nam đó. Xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn nên chị cảm hiểu có khi cả đời làm lụng vất vả. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện xây được một căn nhà ấm cúng và vững chắc. Vì vậy, chị nhận làm nhà cho khách bằng uy tín và cái tâm. Chị cũng đã tranh thủ thời gian theo học lớp trung cấp xây dựng. Và hiện tại, chị đang học liên thông lên hệ cao đẳng. Em đang theo học trường cao đẳng nghề Bạc Liêu đó. Em đang cố gắng học xong khóa cao đẳng này để em có thể hoàn thành là mình có thể tự lãnh và tự làm công trình riêng. Nếu mà có thể thì em sẽ cố gắng học thêm nữa để đạt tới những gì mà mình cần, mình mong muốn. Mọi sự cố gắng và nỗ lực đều có sự đền đáp. Do có điều kiện học đúng chuyên ngành, nên chị Cẩm tự tay mình thiết kế những công trình kiểm tra giám sát và thực hiện cả việc thi công. Mong rằng chị sẽ thực hiện được ước mơ của mình là xây dựng nhiều công trình có quy mô lớn hơn, phục vụ cho đời sống dân sinh.
Đến đây thì thời lượng dành cho Anh Nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An cũng đã hết. Thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã cho bản tin Nóng 24 giờ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An mỗi ngày. Và đừng quên bản tin này sẽ quay trở lại vào ngày mai để chia sẻ đến quý vị những thông tin nóng nhất mới nhất. Còn bây giờ thì Minh Phương và Thu Thảo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.